Nhân sự là một trong những yếu tố then chốt, là thước đo của sự tồn tại và phát triển bền vững của mỗi cơ quan, doanh nghiệp. Và với mỗi người trong số chúng ta, sức khỏe cũng chính là tài sản quý báu nhất, bởi có sức khỏe là có tất cả. Trong sự phát triển của nền kinh tế thị trường, chăm lo sức khỏe của mỗi cán bộ nhân viên, người lao động không chỉ là thể hiện trách nhiệm của tổ chức, mà còn là một trong những giải pháp bảo vệ và gìn giữ tài sản quý của doanh nghiệp. Chiến lược này cũng thể hiện tầm nhìn của các doanh nghiệp, thể hiện tầm nhìn của sự phát triển. Khám sức khỏe định kỳ cho mỗi cán bộ nhân viên, người lao động chính là một giải pháp chăm sóc sức khỏe ưu việt. Vậy lựa chọn khám sức khỏe định kỳ ở đâu để người lao động được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bằng uy tín, kinh nghiệm của cơ sở y tế, đảm bảo các quy định của luật lao động, hiệu quả, hợp lý về chi phí và không ảnh hưởng tới công việc, hoạt động sản xuất, kinh doanh với các hình thức khám linh hoạt? Đó là những câu hỏi đau đầu của nhiều nhà quản lý. Nếu cơ quan, doanh nghiệp của bạn vẫn còn băn khoăn về các vấn đề trên, thì hệ thống y tế Medlatech Group với chuỗi bệnh viện, phòng khám đa khoa trên khắp cả nước chính là giải pháp của mỗi doanh nghiệp. Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, hệ thống y tế Medlatech Group tự hào là đơn vị tổ chức khám sức khỏe định kỳ, có uy tín hàng đầu, được hàng ngàn doanh nghiệp tin tưởng và lựa chọn. Tính đến thời điểm hiện tại, Medlatech đã phục vụ khám bệnh định kỳ cho 2.000 doanh nghiệp mỗi năm, tương ứng 10.000 người, từ quy mô nhỏ 10 người đến lớn hơn trên 3.000 người mỗi ngày tại hơn 30 tỉnh thành trên khắp cả nước. Để có thể tạo nên được những kết quả trên là sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến Medlatech có đầy đủ điều kiện pháp lý và năng lực đáp ứng các danh mục khám theo thông tư 14/2013/TT-BIT của Bộ Y tế với đầy đủ các chuyên khoa như tim mạch, hô hấp, ung bướu, nội khoa, nhãn khoa, tiêu hóa, da liễu, tai mũi họng, răng hàm mặt. Ngoài ra, tùy tính chất đặc thù công việc của mỗi doanh nghiệp, Medlatech phục vụ đầy đủ các danh mục chuyên sâu khác theo yêu cầu của người lao động hay doanh nghiệp đó. Medlatech là nơi quy tụ của hơn 1.700 y bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, đặc biệt là hơn 200 chuyên gia đã từng công tác tại các bệnh viện danh tiếng ở trong và ngoài nước. Bởi vậy, việc khám, chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả luôn là mục tiêu mà hệ thống y tế Medlatech hướng tới trong mỗi đợt khám sức khỏe định kỳ cho doanh nghiệp. Với cơ sở rộng rãi, khang trang của 4 đơn vị bệnh viện và phòng khám, diện tích lên tới hơn 10.000 m², Medlatech đáp ứng nhu cầu khám sức khỏe của nhiều doanh nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian khám và đem đến cho khách hàng sự hài lòng cùng những trải nghiệm thú vị. Hệ thống y tế Medlatech sở hữu nhiều trang thiết bị y tế tiên tiến giúp thăm khám và chẩn đoán chính xác các bệnh lý từ cơ bản đến chuyên sâu. Hiện nay, bệnh viện đã trang bị hơn 100 đầu máy từ nhiều hãng nổi tiếng trên thế giới, trong đó có hai hệ thống xét nghiệm tự động hoàn toàn Roche và Abbott đạt tiêu chuẩn quốc tế với công suất đạt 20.000 test một giờ, tương đương công suất tối đa toàn hệ thống có thể thực hiện 240.000 test một ngày. Bên cạnh đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại, hệ thống y tế Medlatech luôn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng khắt khe nhất, là một trong hai cơ sở y tế tư nhân đầu tiên bắt đầu áp dụng và duy trì quản lý chất lượng xét nghiệm ISO 15189 từ năm 2012, tiến tới là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có phòng xét nghiệm đạt chứng chỉ CAP, chứng chỉ chất lượng khắt khe nhất hiện tại trên thế giới và được công nhận bởi Tổ chức Bệnh học của Mỹ, College of American Pathologists. Tùy theo nhu cầu và quy mô của doanh nghiệp, Medlatech thực hiện đa dạng nhiều hình thức khám sức khỏe thông qua hai hình thức lựa chọn: khám tại hệ thống các cơ sở y tế của Medlatech hoặc khám trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị có nhu cầu để các doanh nghiệp chủ động về thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, rất nhiều người lao động e ngại kiểm tra sức khỏe định kỳ vì tâm lý chờ đợi, mất nhiều thời gian. Nhưng đến với hệ thống y tế Medlatech, khách hàng sẽ hài lòng bởi quy trình khám khoa học, khép kín, với đội ngũ lễ tân, điều dưỡng luôn tận tình hướng dẫn chi tiết, từ khâu xét nghiệm đến khám các chuyên khoa theo tiêu chuẩn, quy định. Đặc biệt, để đồng hành cùng với doanh nghiệp và nhằm tiết kiệm chi phí, Medlatech có thể xây dựng các gói khám sức khỏe phù hợp, linh hoạt theo yêu cầu, dựa trên kinh phí và đặc điểm ngành nghề kinh doanh. Theo đó, theo nhu cầu kiểm tra và tính chất công việc, doanh nghiệp có thể lựa chọn gói khám phù hợp với tính chất và môi trường làm việc của cơ quan mình.
Tất cả các gói khám của hệ thống y tế Medlatech đều có nhiều ưu đãi hấp dẫn. Các doanh nghiệp có quy mô càng lớn sẽ có nhiều ưu đãi càng cao. Bên cạnh hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh, các tiện ích luôn được Medlatech nghiên cứu nhằm giúp các nhà quản lý nhìn nhận tổng quan nhất về tình trạng sức khỏe của các cán bộ nhân viên doanh nghiệp và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe từ xa thông qua bản báo cáo phân tích tổng hợp của đợt khám. Hệ thống tư vấn sức khỏe online qua tổng đài 1900 565656 hoặc app chăm sóc y tế MedOn đáp ứng theo yêu cầu của doanh nghiệp, áp dụng bảo hiểm y tế và bảo hiểm bảo lãnh viện phí với những trường hợp phát hiện ra bệnh lý. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, trang thiết bị y tế hiện đại, quy trình nhanh chóng cùng chi phí hợp lý và nhiều tiện ích. Hệ thống y tế Medlatech, địa chỉ tin cậy, đồng hành chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ nhân viên của mỗi cơ quan, doanh nghiệp.